Em xin chào các anh chị. Thì hôm nay em cũng tiếp tục em review về thị trường phiên ngày hôm nay. Thì như em đã nói vào phiên về cái clip sáng nay em gửi là nhận định về ngày hôm qua thì em cũng đã đoán rằng là vừa đi có thể là nếu lực bán vẫn còn nó cũng sẽ đạp về những cái vùng hỗ trợ dưới là những cái vùng đáp dưới này. Nên là anh chị em vẽ ra cho anh chị dễ nhìn nha. Đây, vùng đáp dưới này là vùng hỗ trợ kế tiếp của VN này. Là thì nó thủng được 860 rồi, nó sẽ về đây nó lắp cái gáp. Nhưng mà sáng cũng có dấu hiệu bị đạp, nhưng mà phiên chiều thì nó đã có lực tiền hút lên. À, em có nói là lực tiền hút lên nó sẽ tạo một cái rút chân. À, em cũng đã nói là clip trước rồi. Thì anh chị thấy khi mà tạo một cái nó rút chân vậy á, nhưng mà thứ nhất anh chị lưu ý là khối lượng không quyết liệt, biên độ thì thấp. Đạp rút lên nhưng mà không hề về lại được những cái đường hỗ trợ trước đó. Nó chỉ là một cái tăng rất là yếu ớt thôi. Thành ra xu thế đây mình cũng chưa biết được, mình cũng chưa lưu được, nhưng mà khi mà đã tạo có lực đỡ ở đây rồi á thì có thể vào tuần sau đi, vào tuần sau phiên ngày mai, vào tuần sau nếu như tiếp tục có những, em cũng có nói clip trước luôn là tiếp tục có những cái lực tiền nó vào mạnh, nó vào mạnh mẽ với một biên độ lớn, khối lượng bùng nổ, nó kéo và đi lên trở lại, nó tạo ra một cái biên hấp thụ mới. Anh chỉ biết cái nền này nè, khi mình xây nền rất là đẹp đúng không, mà khi nó gãy như thế này là cái nền này lại trở thành kháng cự, lại trở thành kháng cự. Thành ra khi mà nó hút lên như thế này á, cái này sẽ thành kháng cự thì nó phải tạo ra một cái biên mới, tạo ra một cái vùng hấp thụ mới để ăn hết những lượng hàng này và tiếp tục đánh lên những vùng trước mắt là vượt cái vùng tích lũy cũ lên 890 và lên 900 thì nó phải tạo lại một cái biên mới. Và dòng tiền nó phải vào quyết liệt nha, chứ không phải là vào yếu như thế này đâu, vào quyết liệt 2 3 phiên liên tục. À, kéo lên kéo lên kéo lên thì mới được. Còn nếu mà dòng tiền vẫn yếu như vậy vẫn có thể, nó vẫn ngày mai nó vẫn có thể đạp xuống những cái vùng này được. À, nó thấy rằng là lực tiền lực cầu mua vào nó vẫn yếu nè, nó vẫn có thể đạp tiếp, nó vẫn có thể đạp tiếp về những vùng sâu hơn đó. Cho nên những cái xu thế này á, nó rất là nguy hiểm, và hôm nay em cũng không có khuyến nghị mua mới gì hết, em cũng nói anh chị là mình quan sát thôi. Anh chị nào mà chẳng bị thế thì rất là an toàn, thị trường này nó có đạp hay là sao đó, tại vì nó có tích lũy lại đi chăng nữa thì anh chị mua cũng đâu có lãi, anh chị mua trên đây anh chị cũng lỗ, anh chị mua mới anh chị sẽ lỗ. Thành ra em cũng ra cảnh báo trước rồi, thành ra là anh chị đáng bị thế là rất là khỏe, mình không có suy nghĩ nhiều. Còn trong room của em thì có một số anh chị kẹp hàng tại vùng 900 này nè, kẹp tuốt trên này nè, về tới đây thậm chí hồi như thế này họ cũng chỉ mới là giảm lỗ thôi chứ họ cũng chẳng hòa vốn. Họ đạp về như thế này á, anh chị cũng rất là sợ, sợ là về lại những cái vùng đáy dưới này. À, thì em cũng cho nên anh chị nào mà có nhắn tin hỏi em á, thì anh chị biết là những cái xu thị trường trong những cái xu thế mà bị đạp như thế này nè, sẽ có những cái mã cổ phiếu nó vẫn giữ được cái xu hướng của mình, xu hướng cái đường hỗ trợ và những cái xu hướng đi lên của nó vẫn giữ được. À, nó vẫn có lực đỡ liên tục ở những cái xu hướng đó, có nghĩa là những mã cổ phiếu đó nó mạnh hơn thị trường chung ở thời điểm hiện tại. À, cho nên những mã cổ phiếu đó nếu anh chị có đang bị kẹp hàng hoặc là anh chị đang nắm giữ thì đó là những mã cổ phiếu rất là ok, mình tiếp tục ôn tiếp được. À, còn những mã cổ phiếu nhưng mà những mã nó thường thường rất là ít, thị trường chung nó gãy là đa số là tất cả đều gãy theo nó rồi, có một số ít mã giữ được xu hướng thôi. Còn những cái mã mà đã gãy được xu hướng rồi á thì anh chị nên là mình nên ra hàng bớt, ra hàng 50%, an toàn ra 70% luôn. À, đó, mình ra hàng bớt để mình tránh những cái nhịp đạp sau á mình sẽ bị lỗ thêm đó. Thành ra đó là cũng là cái nhận định của em, về thì em cũng không có khuyến nghị mới gì hết. À, anh chị mình cứ tiếp tục theo dõi thôi, ngày cuối tuần là theo dõi thôi. À, thì em cũng có để cái link Zalo của em á, room của em ở dưới á. Anh chị nào mình còn kẹp hàng hay gì đó mình có thể tham gia, em sẽ hỗ trợ. À, và em cũng chúc mấy anh chị một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Ngày mai mình lại nhìn bản kiện. À, anh chị nhé. À, em xin cảm ơn mấy anh chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi cái dành thời gian quý báu để theo dõi cái clip của em. À, em xin cảm ơn.